đây thì Sang đang chạy chiếc xe chở hai đứa nhóc này chạy ra ngoài cái lồng hồ cho Sang rất là sớm. Hôm nay Sang định là sẽ làm một cái video thử thách 24 giờ ngoài đây cho mọi người xem ha. Mọi người xem cảnh lồng hồ cho Sang này, nhìn rất là đẹp luôn. 2 tháng trước thì Sang có làm một cái video là thử thách 24 giờ trong cái khu rừng ngập nước, nhưng mà cái khu rừng ngập nước nó nằm tích phía kia kìa. Hôm nay thì nước đang bắt đầu rút xuống ra tận ngoài đây cần có mấy trăm mét luôn. Bây giờ đang là đầu mùa mưa nhưng nước vẫn còn rút nha mọi người. Tại vì cái lồng hồ này chỗ Sang á, là người ta ngăn cả một khúc sông để mà giữ nước đó làm đập thủy điện. Nên vào đầu mùa mưa người ta sẽ bắt đầu là xả nước sông ra để cho cái nước lồng hồ này nó cạn xuống để ổn định mực nước vào giữa mùa mưa á. Nên khi nước lồng hồ rút xuống á, thì nó sẽ để lại những cái mương nước, những cái hố nước mà nó nằm phía trên đây á mọi người. Trong những cái mương nước đó sẽ mắc kẹt rất là nhiều cá do những con cá này nước rút nhanh quá nó không xuống được á. Nên hôm nay đầu tiên ra ngoài đây thì Sang sẽ làm một cái video này thử thách 24 giờ ở đây đến sáng ngày hôm sau sẽ mới về. Với lại thứ hai là Sang sẽ cố gắng cùng với mấy đứa nhóc á, mình sẽ bắt thật nhiều cá ngoài đây để cho mấy đứa nhóc đem về nhà nó ăn ha. Bây giờ thì Sang với mọi người á, mình tranh thủ mình làm căng cái bạt, làm một cái căn chòi chỗ này để mình có chỗ trú mưa trú nắng nha. Tại vì bây giờ đang là đầu mùa mưa nên mưa nó thường xuyên lắm mọi người. Với lại là ở ngoài đây chỉ có mỗi cái bóng cây chỗ này nè. Nếu mình không có căn bạt thì trời nắng lắm, chịu không có nổi đâu. Làm xong hết này kia các thứ thì trưa trưa mình sẽ bắt đầu là xuống dưới cái lồng hồ ngoài đây mình bắt cá nha. Thì Sang với mấy đứa nhóc á, vừa mới hoàn thành xong ở kia được một cái túp lều nha mọi người. Thì hôm nay ra ngoài đây á, Sang làm cái túp lều này á, không phải là làm kiểu đơn giản tạm bợ giống như là Sang đi rừng. Thường là đi rừng á, Sang chỉ cần cột cụm dây này, cột cụm dây từ cây này qua cây kia, xong rồi căng cái bạt lên trên rồi mình cột dây xuống 4 góc là mình ở trong đó được. Tại vì trong rừng nó không có gió nha mọi người, nhưng mà ở ngoài đây thì nó khác. Ở đây thì không có một cái cây nào hoặc là một cái rừng nào che gió ở phía bên bờ biển này hết cả, bờ hồ này hết cả. Nên vào khoảng tầm 4 đến 5 giờ chiều thì gió từ cái bờ hồ nó thổi vào trong đây. Nên mình không có làm chắc chắn kiên cố kiểu này thì sẽ không có trụ được gió nha. Bây giờ thì Sang với mọi người mình cùng nhau vào trong nhà của Sang. Hai đứa nhóc thì đang gỡ cái chài kìa. Một xíu nữa thì Sang cũng chưa hoàn thành xong hết cái căn nhà đâu. Một xíu nữa hoàn thành xong rồi mình sẽ đi chài cá nha mọi người. Bên ở đây là phía bên trong cái căn chòi của Sang này. Cái này thì làm quá kiên cố luôn rồi. Hy vọng là chiều nay sẽ trụ được gió nha. Tại vì bữa hổm Sang với nhóc Quỳnh với mọi người mình cũng có làm cái thử thách ở ngoài cái bờ hồ này mọi người. Thì gió lúc buổi chiều nó thổi từ cái mặt hồ thổi vào trong đây nè, rất là lớn luôn. Nếu mà không có làm cái căn chòi này Sang sợ là tối nay ngủ không được nè. Với lại là quay ồn ào nghe tiếng gió không quay được cho mọi người xem. Nồi son các thứ thì Sang đã chuẩn bị hết rồi, ba lô thì để ở kia. Bây giờ chỉ còn chờ mấy đứa nhóc gỡ cái chài xong rồi mình đi thôi. Có lủng lô nào không vậy? Không. Không lủng không. Lâu quá rồi anh không có xài, không biết chài lại nổi hay không. Đây là cái chài của Sang chuẩn bị sẵn đem ở nhà đi. Để hôm nay thì Sang định là sẽ đi ra ngoài đây chài cá cùng với mấy đứa nhóc ha. Cái chỗ này á, nhiều người dân nó có nhiều cách để bắt cá lắm mọi người. Người ta đi giăng lưới nè, đi chài cá, đi lùa cá vào những cái mương nước nhỏ chỗ này, người ta chích điện cũng có. Nên nhưng mà hôm nay Sang muốn là đem cái chài ra ngoài đây thử đi chài cá ngoài đây cho mọi người xem. Mấy năm trước thì Sang cũng hay đi chài cá ngoài đây lắm, nhưng mà khá lâu rồi do bận với quay video cho mọi người xem á, nên Sang không có đi chài lại. Không biết hôm nay có quăng chài nổi hay không, tại vì cái chài này của Sang là cái chài lớn nhất luôn nè. Cái chài này là chài 8 kg nha mọi người. Ui, con gì lên chòi mình phải không vậy anh? Không có con bò hay mấy con dê kìa. Ui ngạt luôn, nó Sang với mấy đứa nhóc vừa mới đi á, nên mấy con dê nó tập trung ở chỗ cái chòi của Sang, trắng trắng và đen đen quá trời luôn. Nãy giờ thì Sang đi ra được một cái khúc suối chỗ này mọi người thấy không, bao la bát ngát luôn ha. Cái chỗ này á, vào mùa đóng đập á,
thì nước nó sẽ dâng lên, dâng tích lên tới trên đây luôn. Chỗ này thì mình không thấy được cái khúc xuống này đâu. Khi mà mùa này là mùa xạ đập á, thì mực nước ở trên đây nó bắt đầu là rút xuống dần. Nhưng mà do cái khúc suối này có cái mực nước nó khá là sâu á, nên nó vẫn giữ được nước ở trong khúc suối này luôn. Chứ lòng hồ thì nó nằm tít tít ngoài đây nè mọi người. Nó còn xa lắm, nếu mà đi khoảng tầm 20-30 phút nữa mới tới lòng hồ ở ngoài nha. Bây giờ thì Sang với mấy nhóc á, sẽ có lẽ là quăng chài kiếm cá ở trong cái đường suối chỗ này thôi, chứ không thể nào mà kiếm cá ngoài kia được. Tại vì nếu muốn bắt cá ngoài lòng hồ thì mình phải có một cái xuồng, có một cái ghe, mình ra ngoài đó mình mới chài cá ngoài đó được. Còn nếu không có xuồng ghe thì mình đi cặp bờ bên đây này, rồi mình quăng chài xuống khúc suối này, hy vọng sẽ có cá ở đây. Đây là cái cọng dây chài của Sang này mọi người. Bây giờ Sang sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người cái cách quăng chài nha. Thì Sang quăng chài này cũng không phải là rành mấy mọi người, Sang chỉ biết sơ sơ thôi. Tại vì vài năm trước Sang có quăng lâu quá rồi thì Sang không có chài lại. Đây là đầu dây, mọi người cột cho Sang một cái nút gắt đây nè, để khi mình quăng chài á, quăng hết cái chài ra thì cọng dây nó sẽ siết vô tay mình, nó giữ lại được cái chài, nó không bị tuột ra nha. Mình siết một cái vô tay, rồi Sang sẽ gập cái cọng dây chỗ này này, xa xa cho dễ. Gập cọng dây chỗ này, mọi người cứ giờ gập cọng dây lên chỗ này nha, để mà hồi mình quăng ra, mình buông dây nó ra cho dễ. Rồi, mang cái chài lại đây cho anh nha, cứ dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên. Này, mọi người gập đến khi mà gần hết cái chài. Không, không, không cần gần hết đâu. Đây này, còn lại khoảng nhiêu đây nha, so với phần chì. Rồi mình bắt đầu là mình túm chài này. Né ra nha. Đây, mình cầm một cái bên của cái chài, mình quăng lên trên vai, xong mình luồn phía dưới đây. Rối chăng, rõ chăng. Khi mọi người chài á, mọi người chú ý là mình phải gỡ hết những cái phần rác, phần phần rối của nó ra. Hai đứa né ra. Rồi mọi người cứ túm này nè, cho đến khi hết 2/3 của cái chài. Đây. Như vậy là hết 2/3 nha mọi người. Rồi mình sẽ bắt đầu quăng nha. Bây giờ thì Sang sẽ quăng thử một cá ở đây cho mọi người xem thôi. Chứ ở đây Sang nghĩ cũng chưa có cá đâu. Nhưng mà dễ quay á, nên Sang quăng cho mọi người xem luôn. Đây nè. Còn không? Khi mọi người quăng chài xong á, mọi người chú ý là mình chờ đợi cho cái chài mình nó chìm hết xuống dưới cái phần đáy. Xong rồi mình kéo á, thì mình kéo từ từ lên thôi. Mình đừng kéo vội quá, kéo vội quá thì con cá nó sẽ tung á, nó vụt vụt ra á mọi người. Có cá nè. Không có. Không có. Không có. Ui, có này, có này. Không có. Tưởng không có. Đây là mẻ chài đầu tiên của Sang nha, được một con cá rô biển này. Đó là những cái kỹ thuật mà Sang biết để mà chỉ cho mọi người thôi, chứ Sang quăng chài cũng không có rành mấy đâu mọi người. Biết bao nhiêu thì quay chỉ cho mọi người bấy nhiêu ha. Bây giờ thì Sang với mọi người cùng với nhóc mình sẽ đi vòng vòng cái khu này, mình quăng chài kiếm mấy con cá, rồi chiều nay mình quay về chòi. Tối nay tiết mục còn dài lắm mọi người. Rồi, cầm điện thoại anh đi nha. Quay theo anh nha Giang. Vô nước cạn là chài có khác liền. Ơi có cá, có cá. Lại lại lại, văng 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 văng. Quay quay xuống chài nè, quay xuống chài nè. Nhóc văng thì nó quay chưa rành đó mọi người. Đây là lần đầu tiên cầm điện thoại quay cho Sang. Lên nè. Ui cá. Mọi người xem này, cá nó không có to đâu kìa. Đây luôn. Nè. Cá to thì người ta bắt hết rồi, còn cá nhỏ cho mình thôi. Nhưng mà có cá để ăn cũng được. Ui có cá to. Mọi người xem cá này, né 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 bóng qua trời nha. Quay đây này. Mọi người xem một mẻ chài của Sang này. Cá nó cũng không có to đâu, có được con cá phi đỏ đỏ một xíu. Bây giờ Sang sẽ gỡ ra bắt mấy con này ha. Cá trắng thì Sang lấy, còn mấy con cá phi con thì mình bỏ nha. Lấy cái bao, lấy bao dẫn, lấy cái bao dẫn. Đứng con luôn hả? Nó nhảy lên hả? Dạ anh? Nó nhảy lên hả?
Ui, trái rồi, Nhánh ơi, lấy bao đây. Nãy giờ thì Sang chài gần mấy chục cái, cuối cùng cũng bắt được một con cá, nó cũng đường đường ấy, cũng to to mọi người thấy không? Đây. Cũng bằng cái bàn tay của con Nhánh này. Tại vì bây giờ là trời nước nó nóng quá nên mấy con cá to ra ngoài hết rồi. Bắt mấy con cá này lát về mình nấu canh chua. Bắt hết mấy con cá to này, lát nước. Rồi, mấy con cá nhỏ mình thả thôi. Được mấy con cá bự. Ba con cỡ đó nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là tiếp tục mình chài đến khi mà nhiều. Kiếm con cá bự á. Nướng coi. Anh nói vô bò đi dễ chài hơn. Ngoài có chài lắm. Có cá kìa không? Cá thì nhiều. Không có to thôi. Mọi người xem cá nữa nè. Một bể chài của Sang. Nghe cá luôn. Ui cá gì vậy? Ui cá bự. Ui một con cá bự. Hồi nãy là dẫn cho dặn quay thấy. Đừng đứng dưới ánh nắng khó thấy lắm. Được một con cá phi đỏ đỏ nè mọi người. Cũng được khoảng bàn tay. Thôi bắt cá bự đi, đừng bắt cá nhỏ. Giờ Sang sẽ bắt đầu gỡ mấy con cá này nha. Bắt con ốc luôn nha. Trời nắng ghê thật các mọi người. Nãy giờ thì Sang với đứa nhóc á, chài cá từ tích đầu kia tới đây gần mấy tiếng đồng hồ, bây giờ đã hết sức rồi. Sang cũng chài cũng được cái bao cá khá khá. Vậy nè, rửa cái chài cho anh đi, không chài nữa đâu, mệt rồi, hết sức chài rồi. Giang nó chạy về chòi nó lấy trái sổ cho anh rồi phải không? Đây là toàn bộ số cá của Sang chài từ sáng sớm đến giờ luôn nè mọi người. Đó mọi người thấy không? Được ở đây ba con cá hoàng đế. Đây nè, đây là cá hoàng đế nè, ba con rất là to luôn, với lại là mấy con cá phi. Nhưng mà như thế này mọi người, thằng nhóc Văn á, đây là lần đầu tiên mà Sang kêu nó quay video cho Sang. Nên khi mà Sang chài dính cá hoàng đế này nè, nó cầm điện thoại nó quay nhưng mà nó không có bấm cái nút quay nên Sang bỏ mất một cái cảnh nè. Chài con cá này cho mọi người xem. Đây là cái thành quả của ngày hôm nay Sang chài được. Ủa, con cá bự đâu rồi Văn? Con này hang có cá bự, con cá kia nhỏ hả? Đâu đi chứ? Chài được ở đây ba con kế qua cá hoàng đế nha mọi người. Con này thì nhỏ thôi, được hai con cá to này. Hai con này thì chắc được gần 1 kg. Nó cũng khá là nặng á. Mọi người xem màu sắc của con cá hoàng đế này nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Nè. Nhìn vây nó cực kỳ đẹp luôn, nó có màu vàng vàng, đuôi thì có màu đỏ, có mấy cái giống như con mắt ở chỗ này nè mọi người. Còn đây là cái miệng của nó nè. Đây là một cái loại cá ăn tạp nha mọi người, nó ăn kiểu giống như là cá lóc vậy á. Nó ăn cá con cũng được, tôm, tép hoặc là trái cây, bất cứ cái gì rụng xuống nước á, là nó đều ăn hết cả. Nên cái loại cá này rất là mau lớn, nó cũng thuộc dòng họ cá phi á. Chỗ Sang thì cái loại cá này nó nhiều lắm, nó nhiều hơn cả cá phi nữa mọi người. Thịt nó ăn thì rất là ngon nha. Hôm nay chài thì Sang chài được một ít cá hoàng đế, mấy con cá phi với lại mấy con cá trắng. Đây là cá phi này, cá phi thì nó cũng không có to đâu. Mấy con này thì do nước bây giờ đang rút dần xuống á, cái phần nước á, nó pha lẫn với phần bùn nên cá rất là yếu. Với lại người ta đi chích đi chài như Sang cũng khá là nhiều á, nên người này chài xong người kia chích tới chứ chài lui á, nên cá nó yếu lắm. Chài lên khoảng một xíu là nắng là nó chết à. Nên mấy con cá phi này bắt đầu nó đang bị sình lên rồi người không. Sang chài từ sáng giờ thì bắt đầu sình rồi, bắt đầu bủng dần rồi. Thì cá phi này Sang một hồi sẽ mần sạch, mình khứa ra như này, mình ướp với muối ớt để cho mai ngày mai mấy đứa nhóc nó mang về nhà, nó ăn ở nhà. Còn cá hoàng đế thì Sang hai con này thì mình làm gì anh? Xỏ cây nướng như cá lóc ha. Nướng mỏi. Thì hai con cá hoàng đế này thì Sang với mấy đứa nhóc mình sẽ làm món cá hoàng đế nướng mọi ha. Còn một ít cá trắng thì Sang sẽ nấu canh chua trái sổ. Sáng Sang đi thì Sang kêu mấy đứa nhóc bẻ cho Sang một ít trái sổ. Mình chỉ lên đó nấu canh chua, nấu cơm để ăn thôi. Bây giờ thì chờ nhóc Văn nó đem trái sổ xuống, Sang mần mấy con cá này kia rồi đem lên chòi.
Tại vì trời cho sang nó không có nước, mọi người phải đi tận chỗ này mới có nước. Nước rút quá xa rồi. Bây giờ chuẩn bị gom đồ đi lên trời thôi. Mất dép luôn hả? Cột dây vô cái bụi đó đi rồi tắm nhanh nè. Nãy giờ thì sang với mấy đứa nhóc á, vừa mới mượn được cái chú kia con xuồng này. Bây giờ thì mấy anh em ra ngoài sâu sâu ngoài này tắm một xíu. Nước thì cũng không có sâu mấy đâu mọi người, nó chỉ tới ngang tầm gần cổ của nhóc rảnh thôi, nên cho mấy đứa nhóc nó bơi thoải mái luôn. Bây giờ thì sang sẽ xuống nước nha. Đã. Buổi chiều ngoài đây thì nó thoải mái lắm. Thôi bây giờ bơi ha. Bơi xong rồi mình giặt đồ các thứ rồi mình chèo xuồng mình đem trả cho chú kia. Rồi về chòi mình nấu cơm nấu nước với lại là mình nấu cá nướng cá trong đó ăn. Tối nay đi chặt cá đêm nữa ha Giang. Dạ. Chặt cá hay là mình đi chạy tiếp ta? Ừ đi chặt cá đi. Sáng nay chạy rồi cho anh miếng dầu gọi coi. Nặng nặng ra cho anh miếng. Ngoài đây thì buổi chiều mọi người xem này, nhìn bình yên thật chứ. Hôm nay thì sang đi chài cá này á, mệt rã rời luôn mọi người. Tại vì sang cứ sợ là chài không có cá, quay không có gì cho mọi người xem, nên sang lúc nào cũng cố gắng chài liên tục luôn. Nên bây giờ hai cái tay sang nó mệt rã rời, nó bụng rủng hết luôn mọi người. Nhưng mà mệt tới đâu thì mệt, buổi chiều này ra ngoài cái cảnh như thế này, bơi cùng với mấy đứa nhóc á, thì bao nhiêu mệt mỏi nó tan biến hết luôn. Mặt trời thì đang xuống dần rồi. Ở đây thì khoảng tầm 5 giờ mấy vậy đó, thì bắt đầu sắp có gió rồi mọi người. Rồi anh còn có mấy trái vậy hả? Ừ. Anh hái 7-8 trái đúng không ạ? Hư à? Bỏ vô trong cái bọc nó hầm hơi nên mấy cái sổ nó hư gần hết rồi mọi người, còn lại có mấy trái à. Bây giờ thì nhóc rảnh nó sẽ tách cái sổ này ra để một hồi mình sẽ nấu canh cùng với cá trắng mà sang khi chiều mần này. Đây là ban cá hoàng đế. Thì khi chiều sang nấu được một cái nồi cơm đang dang dở, vẫn còn chưa chín này. Cơm này thì ở ngoài đây gió rất là nhiều nên khi mình sang nấu á, bên đây lửa nhiều nè, nó khét. Còn bên đây nó không có lửa nên nó sống. Thì đang nấu dang dở cho nồi cơm nó chín á, thì có một cơn mưa rất là lớn nó ập tới. Mọi người xem căn chòi của sang sau một cơn mưa lớn này. Nó vẫn còn đứng vững sau cơn mưa nha mọi người. Nhưng mà có cái là phần bạc phía bên đây đã bị thổi tóc lên và rách hết trơn rồi. Còn cái phần phía bên trong nhà của sang á, thì mưa gió nước nó lùa vô trong, gặp hết lên trên luôn. Sang với nhóc rảnh với lại Văn á, phải đào một cái hố bên kia tạt nước, xong rồi lấy cái phần bạc này mình quấn lại ba lô mền của Sang với nhóc Văn luôn. Tại vì ở đây gió rất là lớn mọi người, không có cái cây nào mà nó nằm ở phía ngoài nó chắn gió hết cả. Ở ngoài đây nó trống hết luôn này, phía ngoài đây là mọi người thấy không, toàn là nước nó trống hết luôn, nên gió từ ngoài đó nó lùa vào trong đây, nó lùa vào trong cái phần bạc này nè. Sang với nhóc Văn với lại rảnh nó phải giữ cái phần cây này cho cái phần gió nó thổi không gãy cây á. Sang cứ nói với Dảnh là nếu mà cái chòi này đứng vững á, về là Sang sẽ dắt tụi nhóc đi tắm biển cho biết biển một lần, chứ không cần phải đi ra ngoài lòng hồ này bơi cho cực. Mọi người thấy không, mấy nhánh cây mà nó thổi gãy cái cây trên kia bay về tới đây luôn, đè lên cái chòi của Sang. Thôi bây giờ thì Sang với mấy đứa nhóc á, mình sẽ tranh thủ mình
Ôi sao đánh. Nướng ba con cá này, nấu canh cái sổ, nấu cho chín nồi cơm rồi mình ăn. Ăn xong rồi tối nay tiết mục còn dài lắm mọi người. Sang với mấy đứa nhóc định là thức cả đêm nay để mà đi bắt cá đêm cho mọi người xem. Tại vì mưa lớn thì tất nhiên là sẽ có cá nó đi theo đường nước lên trên đó. Thôi bây giờ mình tranh thủ tách ra hết đó. Đây là nồi canh cá nấu trái sổ của Sang nha mọi người. Thơm lừng luôn. Giờ mình cứ đặt lên trên để cho nó sôi sôi, thì khi nào mà nó rụt rụt ra thì mình bắt đầu đem ăn. Còn đây là mấy con cá hoàng đế mà Sang với mấy đứa nhóc vừa mới xỏ que xong nè. Cá hoàng đế này là một cái loại cá mà nó thịt rất là mềm nha mọi người, giống như cá phi á. Nếu mà mọi người xỏ que mình kẹp không chặt á, mình nướng nướng mọi kiểu này á, thì cái phần thịt cá nó sẽ bắt đầu là tróc ra khỏi phần cây và nó rớt xuống dưới đất. Nên mọi người nướng thì mọi người xẻ ba que giống như Sang nha, kẹp hai que hai bên để mình giữ được cái phần thịt cá phía trong của nó. Bây giờ mình cứ đặt lên như vậy. Đấy, đặt lên như vậy. Mau mau chín rồi ăn thôi. Nhẹ nhẹ thôi, chừng rớt cái nồi của anh nha. Đấy, cứ đặt lên như vậy thôi. Khi nào chín thì Sang sẽ bắt đầu lên ăn. Nãy giờ thì lo loay hoay làm canh, nấu cơm với lại xỏ cá cho mấy đứa nhóc, nên Sang không có quay cảnh này kia ban đêm của Sang với đứa nhóc cho mọi người xem được. Nên mọi người thông cảm ha. Tại vì ra ngoài đây mưa nó lu bu quá. Sang thì vừa mới tháo một cái tấm bạc, lượm được một cái tấm bạc của người ta này vô đất cát không, để mà che lên trên cái bếp. Chứ thật ra ở ngoài trời nó đang mưa đó mọi người. Sang che lên trên cái bếp, còn cái căn nhà của Sang thì phía sau. Che cái này kiểu như là có thêm một cái căn nhà nữa này. Thôi bây giờ thì Sang với mọi người tranh thủ mình nướng chín cá, nấu chín canh với cơm rồi mình ăn ha. Mấy con cá của Sang nướng nãy giờ thì cũng đã chín rồi nha mọi người. Bây giờ thì Sang sẽ bắt đầu là mang ra mình ăn tối cùng với mấy nhóc ha. Bây giờ là cũng là 9 giờ mấy, gần 10 giờ đêm rồi. Nhưng mà Sang vừa mới nấu cơm, nướng cá rồi các thứ á, nấu canh xong thôi. Tại vì Sang còn lu bu lo. Rồi dăng đi qua kia. Ui, ba con cá. Mỗi người một con. Rồi, vô mâm ăn đi mấy đứa ơi, muỗng đâu rồi. Mọi người xem con cá Sang nướng nè. Nhìn khá là đẹp luôn ha. Đứa nào lấy cái này chảy dưới cho để con cá lên trên nè. Ớt không bằng cái gì đâu. Đây là canh cá trái sổ nè, còn đây là cơm. Ăn thì Sang sẽ dùng muỗng múc rồi đưa cho anh cái muỗng đi. Ăn tranh thủ đi để hồi anh đi vòng vòng sau đêm tôi có gì không. Buổi tối của Sang giữa cái bờ hồ này á thì gồm có cơm này, canh cá trắng với nấu với trái sổ, thêm một ít ớt bột nữa. Rồi cá thì Sang nướng mọi chấm với một ít muối ớt ở đây. Bây giờ thì Sang mời tất cả mọi người cùng Sang, mình sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm ở giữa cái bờ hồ này. Rồi Sang sẽ cho mấy đứa nhóc vô trong cái chỗ này ngủ này. Sang thì vừa mới lấy một ít lá của một cái nhánh cây nó ngã xuống, mọi người che hết phía sau kia để cho gió đừng có thổi vô nữa. Tối nay mấy anh em nằm dưới ngủ thì nó thoải mái, không bị gió đẩy mọi người. Còn bạc đồ các thứ là một hồi mình trải xuống dưới thôi. Bây giờ Sang sẽ ăn cơm để mà mình đi soi ha. Dạ anh đắt đi không? Hai dạ anh ngủ đi. Đây mời tất cả mọi người ăn đi mấy đứa, ăn thoải mái đi. Cá đồ mình tự làm không mà. Đây Sang mời tất cả mọi người nha. Ủa ngon ghê. Hôm nay Sang đi Sang không có mang chén mọi người. Nên mình cứ múc cho muỗng nè, mình ăn thôi. Canh cá trái sổ này á thì nó có vị như thế nào mọi người. Trái sổ thì nó khi mọi người nấu á, nó ra một cái vị nhận nhận đắng đắng và chua chua. Nhưng mình nấu mình ăn lên rất là ngon nha. Nó hợp để nấu canh chua. Với lại ra ngoài đây lạnh Sang bỏ nhiều ớt á, mình ăn nó ngon lắm. Múc một ít cơm. Sáng giờ mới ăn cơm nữa chăng. Sáng mình ăn một ít cá nướng xong tới giờ luôn. Ôi, ăn một cái cá nào cho nó đớp bỏ xương. Cá trắng này thì xương nhiều lắm. Đây Sang mời tất cả mọi người nha. Ở ngoài đảo này gió nhiều. Mình đang quay á, nói chuyện khó nghe mọi người thông cảm nha. Này đi mệt không Văn? Dạ.
Mệt hả? Đây là cái con cá hoàng đế khi chiều sang với mấy nhóc chài được rồi mọi người. Bây giờ thì sang với tất cả mọi người á, mình sẽ cùng nhau thưởng thức cái con cá hoàng đế này. Mình đang luôn trên cái cây que này luôn nha mọi người, để mà cho nó dễ quay á. Đây mọi người xem cái phần thịt của nó này. Sang nướng nó xa xa lửa mọi người, tại vì cá hoàng đế này á là một cái loại cá mà thịt mềm. Nếu mọi người muốn mọi người nướng gần lửa thì cái phần thịt nó sợ nó tróc ra, nó rớt khỏi phần cây. Nên mọi người cứ nướng xa xa lửa, khi nào mà nó chín vào trong á thì mình nhắc nó ra là nó chín luôn. Hai đứa, mấy đứa ăn dục xương vô trong bếp nha, để tối kiến nó bu đó. Mấy đứa nhóc thì đang ngồi ăn canh cá trắng với sổ. Cái canh nó nấu thật sự mọi người luôn, rất là ngon á. Đây là phần thịt của con cá hoàng đế này. Đây sẽ mời tất cả mọi người nha. Cái con cá này mọi người, thịt nó rất là nhiều luôn, mà cái loại này á thịt nó ngọt lắm, ăn ngọt mà lại rất là béo nữa chứ. Nếu so với con cá này với con cá lóc thì Sang nghĩ là con cá này nó sẽ ăn ngon gấp nhiều lần con cá lóc luôn á. Tại vì mọi người thấy sao không? Đâu có dính miếng xương nào đâu. Thôi. Bây giờ thì sang với bánh nướng nhóc á, sẽ sang tranh thủ ăn cơm khuya cho xong. Rồi mấy đứa nhóc nó sẽ trải bạc này kia các thứ kia nó ngủ. Còn bây giờ là Sang sẽ bắt đầu là đi một vòng, đi soi cá đen cho mọi người xem á. Sang chỉ đi một mình thôi, tại vì mấy đứa nhóc này sợ nó đi ban đêm nó bệnh này kia mọi người, nên cứ cho nó trong cái chòi này nó nằm ngủ trước nha. Tại vì chiều giờ tụi nó cũng dầm mưa với Sang rồi. Bây giờ Sang mời tất cả mọi người ăn hết con cá này của Sang rồi Sang với mọi người cùng đi ha. Ăn đi mấy đứa, ăn cho no nha. Sạch chưa? Chiều gió thổi ướt hết cả các bạc luôn. Này Dánh ơi, cầm ba lô vô trong đi để anh đi sơ cá này, khuya rồi. Lát hai anh em văng nó về á, phủi hết cái bạc này. Móc cái màn cho ba lô của anh đó Dánh. Hai anh em trải một cái ở dưới, còn một cái ở trên để đắp nha. Còn phần sau này lát về anh đi cột lại cho. Khỏi cần phải cột nha. Anh đi không đi đâu nha. Bây giờ thì Sang với mọi người á, mình sẽ bắt đầu là đi một vòng đi soi cá. Hai đứa nhóc thì cho nó ở trong chòi thôi. Nãy thì Sang đi soi dọc theo bờ hồ này được một khoảng khá là xa rồi nha mọi người. Sang đi xem có cá to hay không, có thì Sang chặt quay cho mọi người xem luôn. Nhưng mà nãy giờ đi thì không có nào hết cả. Tại vì cá to thường là nó sẽ không có nằm cặp bờ này đâu. Nó nằm ở ngoài xa, chỉ có cá con nó nhỏ nó vào trong đây thôi. Nên đi không có, có lẽ bây giờ thì Sang sẽ không có đi nữa. Mà bắt đầu mình quay trở về chòi ha, để xem mấy đứa nhóc nó ngủ chưa. Với lại là Sang sửa căng cái bạc lại cho mấy đứa nhóc nó ngủ không có lạnh đó mọi người. Ui mọi người xem cá con nó ban đêm nó cập vào bờ này, nhiều ghê không. Thì ban đêm ở ngoài lồng hồ này nó rộng lắm, nó bao la bát ngát hết cả. Nên nếu mọi người đi mình không có quen đường thì mình đừng có đi xa quá nha. Xa quá thì mình mất phương hướng, mình không biết đường nào về chòi. Bây giờ thì Sang kiếm cái chỗ nào đó rửa chân đó, rồi mình bắt đầu quay về thôi. Ở đây cá con nhiều lắm. Thank you.
này nha mọi người. Mọi người xem cái cảnh buổi sáng lòng hồ chỗ Sang này, nhìn rất là đẹp luôn ha. Mặt trời ở đây thì lên khá sớm á. Buổi sáng ở trên cái lòng hồ này á, thì thức dậy mình chỉ nghe được tiếng chim hót nè, tiếng của những con dế nó kêu, với lại là tiếng của mấy chú người ta đi giăng lưới sớm á, người ta dùng cây gõ vô mạn thuyền lùa những con cá vào trong lưới á. Nghe rất là bình yên luôn mọi người. Thì sáng hôm nay mặt trời ở đây lên khá sớm, khoảng tầm 5:40 là mặt trời lên. Bây giờ là chắc gần 6 giờ thôi, 5 giờ mấy thôi mọi người mà mặt trời đã lên cao rồi. Thì tối hôm qua Sang đi vòng vòng cái bờ hồ này để mình đi chặt cá đêm, kiếm xem có cá hoặc là con gì hay không, quay cho mọi người xem luôn. Nhưng mà do tối buổi chiều đó mưa lớn quá nên nước từ trên đây nè, trên đồi này nó chạy xuống dưới kia, nó cuốn theo đất á, nên phần bờ hồ nước nó đục hết trơn. Sang đi soi không thấy gì hết nên Sang không có quay cho mọi người xem. Sang quay về chòi để mà sửa lại căn chòi cho mấy đứa nhóc. Sang tháo dỡ cái bếp phía trên này để mà lấy bạt che phần sau với phần trước, với lại làm lại cái xào đồ. Sang phơi cái chài để một hồi cho nó khô mình mang về nha. Thì vậy là ngày hôm nay Sang đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ ở ngoài cái bờ hồ rồi mọi người. Mấy đứa nhóc thì vẫn còn nằm trong chòi nó ngủ, do tối qua nó thức khuya mọi người, Sang để cho nó ngủ đó trong đó một xíu. Một xíu nữa tụi nó dậy thì có lẽ là Sang sẽ tạm dừng clip và đi về luôn. Sang cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này của Sang. Nếu mọi người yêu quý Sang cũng như thích video của Sang, mọi người hãy cho Sang xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Sang với đứa nhóc chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye.